Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một vlog nói về học bổng ở Hàn Quốc. Thì học bổng ở Hàn Quốc có bao nhiêu loại học bổng? Đầu tiên mình sẽ giới thiệu đó chính là học bổng chính phủ Hàn Quốc. Học bổng topic 3 đó chính là học bổng trao đổi. Đầu tiên học bổng chính phủ. Học bổng chính phủ là gì? Học bổng chính phủ là do nhà nước Hàn Quốc tài trợ cho các bạn du học ở Hàn Quốc. Thì điều kiện học bổng này như thế nào? Đó là các bạn phải được học lực loại giỏi trở lên. Nghĩa là các bạn đang học tại một trường đại học nào đó, năm đầu tiên các bạn có bảng điểm của năm đó rồi thì các bạn sẽ dùng số điểm đó để chúng ta đăng ký học bổng này. Chứng chỉ topic là một lợi thế, hoặc chứng chỉ tiếng Anh. Nếu chúng ta có chứng chỉ tiếng Anh IELTS thì mình thấy thì IELTS thì mình không có biết, tại vì mình không có rành về IELTS cho lắm. Nhưng mà topic á, thì điều kiện cơ bản nhất các bạn muốn được học bổng chính phủ Hàn Quốc đó chính là cấp 5. Ok, học bổng chính phủ Hàn Quốc bao gồm những gì? Đó là họ sẽ tài trợ toàn bộ tiền học phí cho các bạn suốt những năm các bạn học đại học hoặc học thạc sĩ. Họ sẽ tài trợ tiếp theo vé máy bay 2 chiều. Và mỗi tháng các bạn sẽ nhận được 500.000 won cho tới 1 triệu won. Là một số tiền cực kỳ lớn luôn, các bạn không cần phải làm gì hết, các bạn chỉ học thôi. Và người ta sẽ đưa đút tiền vào cho các bạn. Bạn chỉ vừa học vừa ăn tiền người ta thôi. Ok, đây là một học bổng cực kỳ, rất là tuyệt vời cho các bạn nếu các bạn muốn đi du học ở Hàn Quốc luôn. Nhưng mà vấn đề đó chính là một nước thì người ta dọn ra khoảng 4-5 người thôi, cho nên là cực kỳ khó, tỷ lệ chọi rất là cao luôn. Các bạn phải học giỏi, thiệt là giỏi, cái này gọi là con nhà người ta đó, thì mới có khả năng nhận được cái học bổng này. Còn bạn thuộc dạng mà học vừa thôi, thôi, đừng có mơ tới cái vụ học bổng chính phủ Hàn Quốc này nha. Ok, tiếp theo đó chính là học bổng topic. Học bổng topic này như thế nào? Topic á, thì có hai loại đúng không? Một loại là cấp 1, cấp 2. Loại thứ hai là cấp 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lộn. Cấp 3, 4, 5, 6. Thì topic cấp 3 liệu có được học bổng không ta? Mình xin chắc chắn các bạn là topic cấp 3 chắc chắn là sẽ được một học bổng. Cái phần trăm miễn giảm học phí á, đương nhiên sẽ giảm nhỏ hơn là so với ba cái loại cấp còn lại 4, 5, 6. Thì topic cấp 3 có một số trường sẽ giảm cho các bạn khoảng 30% học phí. Và một số trường cũng sẽ giảm cho các bạn đến 50% học phí luôn, tùy trường thôi. Và một số trường nếu các bạn có topic cấp 3 thì người ta sẽ giảm được các bạn tiền đăng ký vô trường. Thì đăng ký vào trường thì cũng khá là mắc, khoảng 600 đô, nghĩa là khoảng 12 triệu đồng. Chỉ có phí đăng ký trường thôi mà nó làm chém gió đến như vậy đó. Thì topic cấp 3 cũng khá là ok thôi nếu các bạn muốn đi du học Hàn Quốc. Thì mình nghĩ nếu các bạn đi du học Hàn Quốc, các bạn chắc chắn nên có trong tay mình đó chính là topic cấp 3. Ok, thì có một số trường á, muốn vào đăng ký vào chuyên ngành của trường đó thì các bạn phải có topic cấp 3 để các bạn có thể giảm miễn giảm học phí vào chuyên ngành. Và topic cấp 4, 5, 6 thì sao ta? 4, 5, 6 thì như thế nào ta? 4, 5, 6 thế. Thì topic cấp 4 các bạn sẽ được giảm 50% cho tới 70% học phí. Topic cấp 5 thì các bạn sẽ được giảm, có một số trường topic cấp 5 các bạn sẽ được giảm 100% học phí luôn. Và người ta sẽ cho bạn một số tiền gọi là tiền sinh hoạt phí, tiền mua sách này nọ. Đó là một số trường thôi nha, mình không thấy đa số các trường đều cho topic cấp 5 100% học phí đó. Topic cấp 6 thì như thế nào ta? Topic cấp 6 thì chắc chắn các bạn sẽ có được nhiều trường nó cho topic cấp 6 các bạn sẽ giảm 100% học phí luôn. Và một số trường nó còn cho tiền sinh hoạt phí hoặc là tiền sách luôn. Cho nên topic cấp 6 là một lợi thế, mà các bạn biết topic cấp 6 thì như thế nào đó. Topic cấp 6 thì mấy ngàn người thì được có mười mấy, hai chục người chắc được topic cấp 6 thôi. Cho nên là các bạn cứ hy vọng đi thì các bạn sẽ được thôi. Thì để biết nhiều thêm về loại học bổng topic á, thì các bạn nên có một cuốn này, thông tin về các trường đại học ở Hàn Quốc. Bởi vì sao? Khi các bạn đi tham quan hoặc là đi hội thảo các buổi du học Hàn Quốc á, thì trong đây sẽ ghi rất là cụ thể về các loại học bổng ở Hàn Quốc, học phí và các khoa học đang có, cũng như là yêu cầu tuyển sinh ở trường đó, và cái thông tin về ký túc xá của trường đó. Trường đó sẽ là trường có một phòng có 2 giường, hoặc là 4 giường, hoặc là 6 giường, hoặc là nhà vệ sinh chung, nhà vệ sinh riêng. Mình ghét nhất là xài nhà vệ sinh chung đó. Hay này mình đang xài nhà vệ sinh riêng các bạn ơi. Học bổng trao đổi. Học bổng trao đổi là gì? Là nghĩa là các bạn phải tham gia một cái trường đại học nào đó, hoặc là một trường cao đẳng, trung cấp, hoặc là một cái trung tâm ở đó đi, mà cái trung tâm nó có liên kết với bên phía Hàn Quốc, gọi là chương trình trao đổi học sinh giữa hai nước. Cái loại học bổng trao đổi này là sao? Học bổng trao đổi này á, nghĩa là các bạn sẽ được, người ta sẽ cho tiền các bạn tiền học tiếng miễn phí bên này, gọi là học tiếng. Nhưng mà cũng có một số trường nó cho các bạn hẳn vào chuyên ngành, gọi là chuyên ngành
tiếng Hàn Quốc hoặc là quốc ngữ quốc văn của Hàn Quốc, ok. Còn một số trường thì cho các bạn hẳn vào Ó Tăng, nghĩa là cái nơi mà các bạn chuyên để học tiếng Hàn á, thì một số trường sẽ cho các bạn luôn cả học phí như vậy, và một số trường nó sẽ cho bạn luôn cả tiền ký túc xá, tùy trường thôi nha. Đó là cái thông tin đó thì các bạn phải tìm hiểu ở nơi các bạn đang học, cái trường các bạn đang học. Và cuối cùng nữa mình sẽ nói sơ về một loại học bổng. Loại học bổng này mình xếp là loại học bổng đặc biệt đi. Loại học bổng này gọi là loại học bổng không có xác định. Thì theo như một cái trường nào đó các bạn muốn đi học á, người ta sẽ xét cái bảng điểm của bạn học năm cấp 3 bao nhiêu. Nếu bạn học loại giỏi á thì người ta xem xét loại cái bảng điểm loại giỏi đó, người ta sẽ suy ra cái loại điểm loại học bổng nên cho các bạn như thế nào. Thì các bạn có một số chứng chỉ là TOEIC hoặc là IELTS hoặc là TOEIC á, thì người ta sẽ tính luôn vào cái điểm đó, ta sẽ cộng qua cộng lại. Và trong quá trình phỏng vấn nữa, người ta sẽ phỏng vấn các bạn và sau đó các bạn sẽ được loại mức loại học bổng mà người ta cho thôi. Thì học bổng này cũng gọi là do năng lực của các bạn. Thì sau khi kết thúc vlog ngày hôm nay thì mình có một số cái gọi là chia sẻ cho các bạn. Đó chính là nếu các bạn đi học du học Hàn Quốc á, mình nghĩ các bạn nên trang bị cho các bạn cái cấp 3 là tối thiểu nhất. Bởi vì sao? Bởi vì bên Hàn Quốc người ta bây giờ ít nhất người ta cần cấp 3 để cho các bạn đi học vào chuyên ngành. Tới cấp 3 cũng, các bạn cũng được một số học bổng. Và mình xin được kết thúc vlog ngày hôm nay. 이상입니다.